Hàng đi rồi lại hàng về các bác ơi. Đây là hàng hôm nay nhà em đi nhá. Đây là hàng xe đạp, dòng xe đạp thể thao để phục vụ cho các bác đây. Thế còn đây là hàng hoàn bên nhà em. Hôm nay thì hoàn 3 xe các bác. Hôm nay thì hoàn 3 xe. Thì một cái là có một cái là bác gọi là kiểm tra hàng mà bác bảo là không thích thì không nhận. Đấy, thế còn hai bác là chắc là đi du lịch hay đi đâu đấy là không nghe. Thế còn đây là những đơn hàng gửi đi. Thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn. Thế trong nội dung ngày hôm nay thì nội dung thứ nhất là em sẽ thông báo những cái đơn hàng nhà em đã gửi đi trong ngày hôm nay cho các cái dòng xe. Như con ở trong hộp này là con Facilo 818 này. Bên nhà em đang có chương trình giảm giá cho nên đợt này các bác ủng hộ cũng rất là nhiều. Thì đây là những cái xe. Và xe nhà xe chuyển đi thì nhà em sẽ vận chuyển qua bên Viettel Post các bác nhé. Và đây là bộ phận shipper sẽ lấy hàng từ nhà em là bên Viettel sẽ chuyển đến cho các bác. Còn đây là những cái đơn hoàn này. Đây là những cái đơn hoàn trong ngày hôm nay. Đấy, hôm nào cũng có hàng đi và hôm nào cũng có hàng về. Đây em xin phép là sẽ giấu tên bác khách hàng nhé. Bởi vì là bên em bán hàng thì rất là vô tư và dễ tính. Đây một bác khách hàng đến từ Quảng Ngãi ạ. Một bác khách hàng đến từ Bình Phước và một bác khách hàng không biết đến từ đâu. Nhưng mà ba xe đã được hoàn. Đây là những cái xe bưu cục hoàn về ạ. Thì khi mà gửi đi thì nó sẽ mới đúng không? Khi hoàn về thì nó sẽ gọi là hơi như này nhưng mà không sao. Hàng em đóng gói rất cẩn thận thì bên nhà em nếu mà nó bị xây xước các thứ một tí nhỏ thì bên em sẽ làm cái nội dung thanh lý, thì còn đâu thì xe nó vẫn mới. Thì các bác cứ đặt thoải mái, nhà em bán hàng thì cũng tương đối là dễ thôi. Nhưng mà cũng mong là làm sao đấy, các bác mà đặt hàng rồi thì cố gắng nghe điện thoại nhận hàng giúp em. Nhưng nhiều bác đặt hàng xong là bận việc này việc kia rồi quên mất là mình đã đặt hàng. Bởi vì cái lý do chính ở đây là các bác không đặt cọc đấy. Khi mà các bác không đặt cọc thì kiểu các bác cũng không có trách nhiệm để ý lắm ấy. Đấy, nhiều khi rất nhiều lý do khách quan, ví dụ đi du lịch này, hay là ví dụ là hôm nay nhậu say tắt máy. Bưu tá bây giờ mà họ không, đồng chí bưu tá ấy, từ từ anh hỏi. Bây giờ nhá, ví dụ như là các bác đặt hàng, em cũng là người đi phát hàng. Thế ví dụ điện trong một ngày không liên lạc được thì sẽ cho hoàn về không? Khoảng 2-3 ngày không điện được thì sẽ cho hoàn, còn nếu mà không điện được bảo ra thì ra kiểu gì đúng rồi. Thì đây là nhiệt tình thôi. Anh chia sẻ là cũng có nhiều chỗ là điện một ngày liên tục bao nhiêu cuộc không đánh nghe là lên trạng thái duyệt hoàn ấy. Thì đấy rồi đồng chí bưu tá cũng chia sẻ là sẽ điện cho bác nhiều lần, nhưng mà có nhiều bác là không biết là tại sao không đặt hàng nhưng mà không nghe máy, bên em không phát được hàng. Thế còn em cứ cho hàng đi. Còn nhà em là một đơn vị mà chuyên những cái dòng về xe đạp thể thao cho phục vụ cho các bác trên khắp thị trường cả nước, là mua về để đi đạp xe tập thể dục mỗi ngày. Thì cho các cái phân khúc thì ở đây em sẽ giới thiệu cho bác một cái phân khúc con Facilo 818 này bác nhé. Con Facilo 818 này thì cấu hình của nó là khung nhôm, ghi đông nhôm, bộ chuyển động của Shimano. Càng thì con này vẫn là càng thép. Và đây là con tay ngang. Con Facilo 818 này thì với mức giá là bán là 4.300.000 đồng bên em bao cước rồi. Nhưng mà đang trong chương trình khuyến mại giảm giá từ nay đến ngày mùng 10 tháng 9. Hôm nay đã là mùng 5, mùng 4 rồi. Nhưng mà em sẽ đăng tải thì chắc là ngày mùng 5. Thì còn 5 ngày nữa thôi, chương trình khuyến mại sẽ hết. Cho nên bác nào mà có nhu cầu mua về con Facilo. Đấy, Facilo 818 này, trước màn hình của bác này thì các bác liên hệ với bên shop để nhận được cái tư vấn kỹ hơn. Đấy, còn về cái việc là các bác đặt hàng mà không nhận hàng thì các bác em vừa chia sẻ rồi, các bác cố gắng là tham khảo xe kỹ, sau đấy thì cấu hình các thứ, màu sắc các thứ ok rồi thì các bác nhận hàng cho bên em các bác nhá. Thế còn các cái mẫu xe khác thì em sẽ làm một vài cái nội dung giới thiệu qua các mẫu xe thôi. Ở trong nội dung này thì em cũng sẽ không giới thiệu qua, cũng không giới thiệu chi tiết về một dòng nào cả. Nhưng mà các bác cứ yên tâm, cho các bác, tức là các bác có cái quyền lựa chọn là phân khúc xe từ mức là tầm độ khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu trở lên đến tầm độ khoảng 8 triệu. Thì phân khúc này nhà em là đầy đủ hàng. Đấy, như cái con em đang quay này là dòng này, dòng phích kia dành cho các bạn trẻ thôi. Cái dòng này thì nếu mà các bác mua đi tập thể dục thì thông thường là không có, nhưng mà là một đơn vị chuyên phân phối về các cái dòng xe đạp, đặc biệt là xe đạp địa hình, xe đạp thể thao, tập thể dục. Đấy, thì bên em cũng có cái mẫu phích kia này. Và mới bản này thì giá nhà em đang bán là 6.300.000 các bác nhé, bao gồm cước phí rồi. Đó, xe của Line Mira Clare. Đấy, xe đạp phích kia đi cũng rất là sướng luôn, em đang chạy một con. Đây là con màu đỏ này. Con màu đỏ này thì em giới thiệu các bác là con Line Super 22 bản tay ngang. Bản này giá bán thì là 6 triệu các bác nhé, đang được giảm giá còn là 5.800.000. Thì nếu các bác nào mua thì đợt này nhà em sẽ có thêm một chương trình quà tặng nữa cho các bác. Đấy là bản này khung nhôm, càng nhôm ghi đông nhôm, cấu hình của con này nó cũng rất là ổn để các bác đi.
Đây các bác sẽ thấy là phanh cơ bóp vành này, bộ chuyển động của Shimano. Đây, có 7 tầng níp ở phía sau và 3 tầng đĩa ở phía trước các bạn này. Bản này thì cấu hình rất là ok luôn, đi rất là ổn luôn, đẹp. Các bác nào mà mua bản này thì là giá là 5.800.000 bác nhé. Còn con Nike Kilian bên cạnh này, con màu xám xám này. Đấy, con màu xám do này thì hay là gọi là màu ghi cũng được. Thì cái bản này thì Kilian này, bản này sử dụng lên đời cao hơn rồi, nó tay để lắc Shimano. Thì cái bản này thì cấu hình nó cao hơn cho nên giá nó cao hơn các bác. Con này là 7.200.000, đang được giảm giá hỗ trợ cho các bác trong chương trình khuyến mại, còn là 7.000.000 các bác nhé. Và cũng tặng quà, full quà tặng cho các bác, bao gồm là đèn quạt phía trước, bình nước này và đèn hậu phía sau, rèn chắn bùn bánh trước và bánh sau nữa, và vẫn là miễn phí vận chuyển toàn quốc ạ. Thế còn đây, ví dụ như là cái bản này, em sẽ giới thiệu cái bản này nhé. Con đỏ đỏ này là con Sava Whirlwind D8. Dòng Sava này thì con này thì là nó là full carbon cho nên là nó đắt. Cái dòng này thì nó tận 29.000.000 cơ ạ. Con này là 29.000.000. Thì bác nào mà mua thì chủ động liên hệ nhà em nhé. Thì riêng cái bản này thì là nhà em sẽ gửi ship ở gần thôi. Thế còn hoặc là các bác ở gần thì đến tận nơi xem. Em cũng ngại gửi những cái xe đắt này đi xa lắm. Đấy, thì các bác cứ tham khảo đến nhà xem. Còn các cái dòng khác bên nhà em đây, như con Facilo này thì tạm thời bên nhà em cũng hết hàng. Thế còn con màu trắng này là con Lai Sala này. Con Lai Sala này thì bên nhà em cũng đang giảm giá, thì chỉ còn 5.000.000 thôi. Đấy, 5.000.000 là bác nhận được toàn bộ một cái xe như này. Đấy, bao gồm cả và khung hình, cấu hình con này rất là cao nhé, khung nhôm liền không mối hàn, dây đi âm, phải có chắn bùn trước sau rồi, có bình nước và có cả đèn còi ở phía trước, đấy rất là đẹp, có đèn chiếu hậu phía sau. Giá con này là 5.000.000 ạ. Còn con bên cạnh màu đen đen này, con này cũng là con Whirlwind D8, con này cũng là 29.000.000. Đấy, dòng Sava bác nhé, dòng Sava. Đây còn các mẫu khác nữa đây các bác ơi, ví dụ như con Facilo này, con này cũng là 4.300.000. Con này là màu ánh tím, nó cùng với bản phiên 818 kia, tay ngang. Còn con màu đen này là cũng là con Nike FCR22, cũng là dòng tay ngang, con này cũng là 5.800.000 như em vừa giới thiệu rồi. Cái con màu trắng phía này là con Nike, con này là con Nike Sun, cái gọi là Nike, vẫn là thương hiệu Nike. Cái con này cấu hình nó cao hơn, con này cũng là tay đè lắc và khung nhôm, con này nó rất là nhẹ luôn. Khung càng nhôm và bộ chuyển động của con này là gì chưa lấy, nói chung là cấu hình nó cao nên giá con này nó 8.200.000. Thế còn con màu trắng bên cạnh này thì vẫn là cái con em vừa quay, là con Lai Sala đấy các bác. Con này bản màu trắng này cũng rất là đẹp, nhiều nhà em vẫn còn đủ màu nhé. Đấy. Có màu trắng này, màu xanh này. Đấy. Và những cái dòng xe bên này nữa cho các cái phân khúc từ 4.000.000 trở lên, hơn 4.000.000 đến tầm hơn 8.000.000 thì là những cái phân khúc em vừa giới thiệu này. Thế còn sắp tới thì em về thêm cái phân khúc là tầm độ khoảng 7... từ 8.000.000 đến 15.000.000 thì đấy là một phân khúc nữa. Thì các bác hình dung giúp em là tùy từng phân khúc xe để các bác lựa chọn, ví dụ phân khúc từ 4.000.000 đến 8.000.000 là một phân khúc đấy, các bác có thể là mua trong khoảng đấy thì là một phân khúc đấy là đi cũng rất là ok rồi. Thế còn phân khúc cao cấp hơn thì các bác lại có nhu cầu là từ tầm độ khoảng hơn chục triệu, thì trong một ngày vài ngày tới thì xưởng xe em sẽ nhập các mẫu đấy về, rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn nhé. Đấy, các bác có nhu cầu về các cái dòng xe đạp thể thao thì liên hệ với bên nhà em, số điện thoại thì em để ở bên góc của màn hình, các bác liên hệ bên em để được tư vấn kỹ hơn. Ở nội dung ngày hôm nay thì em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn các bác nhé.